chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Gặp thời trời ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Quý khán giả thân mến, nhà ở tốt là cung cấp căn nhà trống hoặc chỗ ở của bạn cho những người đi ngang qua hoặc cần giúp đỡ, cung cấp một nơi ở tạm thời. Cư mang cho những người vô gia cư, những người sắp sinh con nhưng không có tiền thuê trọ, những người gặp khó khăn không có chốn ở, có công đức lớn lao và tương đương với việc phóng sinh. Chúng ta luôn cảm thấy mình nghèo, chúng ta cũng thường nghĩ rằng từ thiện là bố thí của cải. Trên thực tế không phải vậy, từ thiện không nhất thiết phải là của cải, mà là lời nói và việc làm của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi vận rủi của bạn và mang lại may mắn. Nghiệp tốt và quả báo tốt là do hành động tốt của chính mình tạo ra. Đừng keo kiệt với những lời nói hay việc tốt của mình, hãy giúp đỡ nhiều hơn những người đang gặp khó khăn, an ủi những người đang buồn phiền và khen ngợi những người có công đức hoàn hảo. Nếu bạn có thói quen tốt này, vận may sẽ theo đuổi bạn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 thân mến, thoáng chốc chúng ta đã chuẩn bị bước qua nửa đầu năm 2024 với những biến động khác nhau. Trong vận trình của mỗi người, có người gặp khó khăn, làm gì cũng không thành công, nhưng cũng có người đón nhận nhiều may mắn, hồng phúc tề thiên, tiền tài sung túc, giàu có đến tận già. Và trong chương trình ngày hôm nay, lá số tử vi có dự báo rằng con giáp tuổi Tân Dậu sinh 1981 sẽ được các tinh soi chiếu, hưởng tài lộc từ bề trên, cánh cửa vận xui bị đóng lại, tài lộc hân hoan đổ về nhà. Đặc biệt, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này sẽ là thời điểm quan trọng và đầy cơ hội cho những người tuổi Tân Dậu, vạn sự hanh thông, cầu tài cầu lộc đều được như ý. Đây sẽ là khoảng thời gian mà bạn có thể thấy những nỗ lực và sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng. Vậy vận trình tử vi chi tiết của con giáp này sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm để khám phá những điều thú vị và bổ ích cho chính mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước và tận dụng những cơ hội đến với mình. Người tuổi Tân Dậu sinh 1981 cầm tinh con gà, địa chi long tàng chi kê, tức gà trong lòng, mệnh thạch lựu, một cây thạch lựu. Những người tuổi này tính tình lanh lợi, hoạt bát, bạn có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Tân Dậu không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Tân Dậu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Tân Dậu là người sống tách biệt, kín đáo, với vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Họ khá mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và rất kiên định. Tân Dậu rất tự lập và hiếm khi dựa dẫm vào người khác. Họ cảm nhận rất rõ về cái tôi và có thể khiến những người xung quanh phải câm lặng. Đôi khi Tân Dậu cần học cách ngừng nói về bản thân và lắng nghe những người khác. Tân Dậu có tài hùng biện và có thể dùng lời lẽ để lấn át miệng lưỡi đối thủ. Họ là rất trung thực và thường không quan tâm nhiều tới cách lựa chọn câu chữ. Đặc điểm này càng nổi trội ở Tân Dậu khiến lời ăn, tiếng nói đôi khi có thể rất khó nghe. Tân Dậu rất nghiêm khắc khi xử lý lỗi lầm, sự lạnh lùng, khó gần và bản tính đôi chút hung hăng của Tân Dậu thường gây trở ngại cho tình bạn hay tình yêu. Nguồn năng lượng vô tận đôi khi khiến họ chú ý quá nhiều tới các chi tiết. Tân Dậu nên học cách tập trung vào kết quả cuối cùng, thay vì quá chú ý đến tiểu tiết. Tuổi Tân Dậu hơn người và cũng khó đoán, bởi họ là mẫu người đa tài. Một số người trong nhóm Tân Dậu sẽ theo đuổi nghệ thuật hội họa, trang trí sắc màu văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, Tân Dậu sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Bản chất yêu thương con người khiến họ đi theo con đường y dược, bảo hiểm giáo dục, công tác từ thiện xã hội. Dù Tân Dậu có đi theo con đường nào thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao. Bởi họ có tài, có tâm, lại kiên cường vươn lên không biết mệt mỏi. Quan trọng hơn là Tân Dậu nắm trong mình lộc cách. Tuổi Tân Dậu phù hợp với các lĩnh vực an ninh quân đội, đặc biệt những năng lực khả năng của họ được bộc lộ rõ ràng và sẽ nhanh chóng được thăng chức. Nên nếu được lựa chọn nghề phù hợp nhất thì nên đi theo con đường đó. Tân Dậu có vận may về tài chính,
Tân Dậu thường không để tất cả trứng vào một giỏ, nên cũng không phải rơi vào cảnh trắng tay. Tân Dậu cũng nên thử sức và có cơ hội làm giàu nhanh chóng. Bản mệnh đã đi qua những thời kỳ khó khăn, thất bại, khi ta mỏi mệt, rồi nghe lời động viên mà lấy động lực, lại lao vào chiến đấu can trường. Đấy sẽ là người mà ta hiểu hơn ai hết, rõ hơn ai hết, là người duy nhất trên thế giới này ta có thể trao gửi trọn chân thành. Đấy cũng là người sẽ khiến ta tốt hơn, đẹp hơn, phấn đấu để thành phiên bản hoàn mỹ của mình nhiều hơn. Sửa những lỗi lầm mà ta có, nhắc ta không phạm phải những điều không nên và khi cả thế giới này quay lưng lại với ta, không tin tưởng ta, không ủng hộ ta, chính Tân Dậu sẽ là người duy nhất cho ta nguồn động lực mà hiện thực hóa những điều mình mong mỏi. Tân Dậu chấp nhận cái mà mình đang có, nhìn vào những cái cũng ổn để khỏa lấp đi những cái thiếu sót hay trống rỗng trong lòng, sau đấy tập trung vào công việc, phấn đấu vào sự nghiệp, chăm chỉ làm ăn như một cách để quên đi nỗi thất vọng về việc ta đã không có được đủ sự sẻ chia trong gia đình nhỏ của chính mình. Không thủ đoạn, chẳng mưu mô, không đê tiện, chẳng đớn hèn, vậy nên ra ngoài xã hội, Tân Dậu sống được, sống rất tốt là khác. Tân Dậu có cơ hội mới tiềm năng hơn, nhưng sử dụng thế nào, tạo ra bước phá được hay không, còn tùy thuộc vào độ nhanh nhạy, lì lợm và khôn khéo của mình nữa. Và hãy tin rằng, có phúc ắt có lộc, sống thiện lương, không đi đâu mà thiệt, ở đời, hơn thua tranh đấu, lo được, lo mất, nhưng về cuối cùng nhìn lại bản thân bình yên, gia đình hạnh phúc là được. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, Tân Dậu thường may mắn được người giúp đỡ, trợ giúp và ủng hộ nhiệt tình, đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Nếu thuận sanh ban ngày vào hai mùa đông, mùa xuân, cuộc đời sung sướng, an nhàn, có người còn được cả vinh hoa phú quý vì có chỗ dựa vững chắc, lâu dài. Nghịch sanh tấm thân tuy không vất vả, nhưng gia đình, tình cảm không yên, tiền bạc giàu ra thất thường. Tân Dậu có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận, gia đình trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. Tân Dậu là người đam mê công việc, rất có tổ chức, khá khắt khe và để ý đến từng chi tiết nhỏ, họ sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được tiền tài và danh vọng. Tân Dậu thích dùng bản năng và phán đoán của chính mình để đưa ra quyết định, họ không dễ đồng thuận với quan điểm hoặc sự chỉ trích của người khác, tuy nhiên, người này khá bướng bỉnh, ngoan cố và ngạo mạn. Tân Dậu kỳ vọng nhiều vào những người khác và chính bản thân mình. Họ đề cao quá mức cái tôi và thường tìm kiếm những người biết lắng nghe để duy trì và nuôi dưỡng cái bản ngã vốn đã rất lớn của mình. Nữ mệnh tuổi Tân Dậu. Nữ mệnh có năng lượng kép từ hành kim nên sẽ đặt ra rất nhiều áp lực cho bản thân cũng như người khác. Đề cao cái tôi cá nhân nên họ sẽ có xu hướng tìm những người biết lắng nghe, thấu hiểu mình. Nữ mệnh tuổi này là người có cá tính mạnh mẽ và kiên định với suy nghĩ của mình, không biết dựa dẫm vào bất kỳ ai mà đều tự mình vươn tới. Đây cũng là kiếp người say mê công việc, làm gì cũng phải tính toán và khắt khe, để ý, với họ thì gia đình bao giờ cũng là quan trọng nhất. Vì thế, những điều mà họ cố gắng suy cho cùng cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Họ thường là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ cũng là người ngay thẳng, chính trực, không để ý quá về câu chữ, do vậy nên nhiều khi cách họ nói có thể khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản chất của họ có một chút gì đó vô cùng lạnh lùng và hung hăng, sẽ khiến cho vấn đề tình yêu trở nên khó khăn. Theo tử vi trọn đời thì nữ mệnh là người có số sướng, từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình có nhiều của cải, cuộc sống sung túc hơn những bạn bè khác. Bước vào giai đoạn lập nghiệp có đôi chút khó khăn, nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ, hoạn nạn thì có bạn bè sẻ chia. Về sau khi đã có gia đình cũng được chồng con yêu thương hết mực, vợ chồng hòa thuận đến già, tài lộc càng về sau càng dư dả, sung túc đến lúc cuối đời. Nhìn chung, nữ mệnh Tân Dậu là người có vận mệnh tốt, cả về trung vận và hậu vận, gặp nhiều sự may mắn, dễ dàng lập nghiệp, thành công hơn người, cả cuộc đời không băn khoăn gì về tiền bạc. Nam mệnh tuổi Tân Dậu. Nam Tân Dậu là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ là người có bản tính trung thực, không quan tâm đến câu chữ sau đó, mà có thể gây khó chịu về người nghe, về lời ăn, tiếng nói của bản thân. Đặc trưng trong tính cách của họ chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm,
Sự lạnh lùng cũng như chút hăng trong bản tính là trở ngại lớn nhất trong tình yêu của Nam Tân Dậu. Đa phần Nam Tân Dậu là những người có cuộc sống sung túc từ nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập, hay hoang phí nhưng lại có chí tiến thủ. Nam Tân Dậu là người làm ra nhiều tiền nhưng hoang phí, nên sẽ phải gặp tình trạng túng quẫn bất ngờ, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nếu biết cách tiết kiệm hạ thấp cái tôi của mình xuống thì hậu vận mới mong có được cuộc sống an nhàn. Công danh thì có khi lên cao, khi xuống thấp, chỉ được đánh giá ở mức trung bình mà thôi, không dư giả quá nhiều, gia đạo không mấy ôn hòa, tình ruột thì không được son sắc và thắm thiết. Bản mệnh của tuổi Tân Dậu sinh 1981 được Phật Bất Động Minh Vương bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên, tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc. Để tiến tới thành công thời điểm mấu chốt, muốn học được cách suy nghĩ độc lập, có quyết đoán và có sự tỉnh táo thì đừng quên thỉnh vật phẩm phong thủy các tường này. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xét về phương diện sức khỏe, thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, sức khỏe của người tuổi Tân Dậu sẽ được duy trì tốt, thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Xét về phương diện tình cảm gia đình, chuyện tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực. Để duy trì mối quan hệ lâu dài, Tân Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. Theo tử vi, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, đây sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Tân Dậu sau khi trải qua một năm 2023 không được thuận lợi. Vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục. Tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc, Tân Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Tân Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. Về tài lộc, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Tân Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Tân Dậu cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cục diện tương phá sẽ đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng làm mọi việc dựa vào sức của mình là chính. Chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai. Bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ nhất điều gì là cần thiết với mình. Vì thế, đừng lung lay quan điểm chỉ vì lời bàn ra tán vào của người ngoài. Một khi đã xác định được mục tiêu cho mình, bạn cần tin tưởng vào định hướng ấy. Nếu có ai đó cung cấp thêm cho bạn thông tin, thì bạn cần phải kiểm chứng kỹ càng, chớ dội cả tin kẻo sập bẫy của kẻ xấu. Hãy nhớ rằng, không có thành công nào từ trên trời rơi xuống, bạn phải bỏ công sức ra thì mới mong nhận lại thành quả. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, một số người thường trở nên nông nổi, thiếu kiên nhẫn, hay bỏ dở công việc giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục tác phong làm việc như vậy, con giáp này sẽ rất dễ làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt lãnh đạo. Hơn nữa, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tập thể, mãi dậm chân tại chỗ và tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua. Tốt hơn hết, tuổi Tân Dậu cần lập kế hoạch làm việc rõ ràng và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể nghỉ ngơi một chút xong đừng dừng lại.
Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng 11 âm lịch này đang đứng trước nhiều nguy cơ do cục diện tương phá đem lại. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, bạn không nên mong mình kiếm được bộn tiền. Ngược lại, chỉ cần bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, không gây hao tài tốn của là đã may mắn rồi. Con giáp này cần hết sức cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư, hợp tác, đặc biệt là với những người bạn không hiểu rõ. Thậm chí, nếu có ý định hợp tác với bạn bè, người thân, thì bản mệnh cũng cần cân nhắc thật kỹ, đừng đẩy mình rơi vào hoàn cảnh vừa mất tiền, vừa mất mối quan hệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi nữa thì cũng đừng nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì bạn cũng hãy dựa vào sức lao động của chính mình, như vậy thì tinh thần mới nhẹ nhõm, không bị cắn rứt lương tâm. Ngoài ra, tháng này bạn cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động mua bán, sắm sửa. Tốt nhất hãy lựa chọn những món đồ phù hợp với túi tiền của mình, chớ nên chạy theo xu thế của thị trường, đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 âm lịch, tháng này, tình trạng sức khỏe của tuổi Tân Dậu khá ổn định. Bạn biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên không còn cố gắng quá sức. Cuộc sống cũng có nếp sinh hoạt điều độ, khoa học. Tháng này, có thể bạn sẽ tham gia vào khá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ bè bạn. Hãy nhắc nhở mình ăn uống khoa học, chớ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, sẽ có hại cho cơ thể. Trong các hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình, không nên cố gắng quá sức kẻo tác dụng ngược. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 âm lịch, có thể thấy rằng đường tình duyên chính là điểm sáng nổi bật nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu tháng này. Các tinh mộc dục và thái âm đem lại nhiều mối nhân duyên tốt lành, giúp bạn được đắm chìm trong hạnh phúc. Người còn độc thân đã có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm, bạn sẵn sàng mở lòng mình để kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được bạn bè, người thân giới thiệu cho người quen, bạn cũng chẳng còn giữ thái độ tiêu cực, phản đối như trước nữa. Hơn nữa, bản mệnh cũng đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình, vì thế mà bạn trở nên khác biệt hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Thậm chí một vài người còn gây được ấn tượng sâu sắc với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Với người đã lập gia đình, con giáp này và người ấy có thể sắp xếp thời gian để ở bên nhau nhiều hơn. Dù chỉ là những bữa ăn đơn giản, những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng sẽ có tác động gắn kết mối quan hệ đôi bên. Áp lực công việc trong tháng 11 âm lịch này khá lớn, bạn cũng hãy chia sẻ và tâm sự với người ấy nhiều hơn để đỡ căng thẳng. Stress, bạn không phải chịu đựng mọi khó khăn một mình, bởi gia đình luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 12 âm lịch, tháng này khuyên tuổi Tân Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn, nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công. Nếu như bản mệnh chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng con giáp này luôn chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ bạn được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa, bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn, lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà tuổi Tân Dậu gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng, một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân. Ngũ quỷ cho thấy, kẻ xấu luôn rình rập tìm cơ hội cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của con giáp này. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng, hành xử, khi đối diện với một vài khó khăn trong công việc. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn cảm thấy rối, lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác. Hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình. Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng,
Còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 12 âm lịch. Nhìn chung, phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này khá ổn định, dù bạn không có cơ hội phát tài, phát lộc lớn nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ, bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân. Trong thời điểm này, đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng phát huy thế mạnh của mình. Khi con giáp này đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm, gấp rút như thế này. Tốt nhất hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay vào thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Tân Dậu cũng không nên quá sốt sắng nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả gì lớn trong năm này. Những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 12 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong tháng 12 âm lịch này nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy, bạn không quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bản mệnh mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, tuổi Tân Dậu sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu. Vì thế, bạn hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia. Nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông để tránh quả huyết quang. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 12 âm lịch. Có thể nói rằng, phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của tuổi Tân Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này. Bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh, người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Bạn cũng tự tin thể hiện các ưu điểm của mình, nên khiến nhiều người ấn tượng. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ, thì lúc này bản mệnh cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình, hai người đã biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời, cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương. Quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Tân Dậu sinh 1981 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tý. Niềm tin chính là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa người tuổi Tân Dậu và người tuổi Tý. Họ hỗ trợ, bổ sung và cùng nhau phát triển sự nghiệp. Tuổi Tý sẽ mang lại nhiều may mắn về tài chính đến cho tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu và tuổi Sửu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tân Dậu và tuổi Sửu dễ dàng trở nên hòa hợp, ăn ý. Người tuổi Tân Dậu sáng tạo với những kế hoạch và dự định của mình, còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực giúp tuổi Tân Dậu thành công trong sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu và tuổi Dần. Sẽ tốt hơn nếu tuổi Tân Dậu và tuổi Dần hợp tác làm ăn kinh doanh. Tuổi Dần là người mạnh mẽ, có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí vững vàng. Điều đó khiến cho tuổi Tân Dậu hài lòng vô cùng. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này đạt được hiệu quả cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tân Dậu và tuổi Mão. Trong công việc, tuổi Tân Dậu là người đứng đầu tổ chức, là lãnh đạo quản lý mọi việc. Tuổi Mão sẽ không mấy hài lòng với những kế hoạch đó, nhưng họ cũng không thể nào làm tuổi Tân Dậu đổi ý. Bởi vậy, tuổi Mão sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Tuổi Tân Dậu và tuổi Thìn. Nếu hợp tác làm ăn,
tuổi Tân Dậu và tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người có óc sáng tạo, phong phú và tinh tế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tỵ. Công việc của tuổi Tỵ sẽ phát triển hơn nếu hợp tác làm ăn với tuổi Tân Dậu, bởi những người tuổi Tân Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo mới lạ. Tuổi Tân Dậu và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này cũng chưa phải lý tưởng. Tuổi Tân Dậu thường bảo thủ và luôn muốn mọi người nghe theo những ý kiến, kế hoạch của mình. Tuổi Ngọ thì lại là người mạnh mẽ, kiên định, không dễ bị thuyết phục bởi bất kỳ ai. Tuổi Tân Dậu và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Mùi sẽ cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu có những bước đi vững chắc và kiên định, còn tuổi Mùi sẽ mang đến sự may mắn về tài chính, tiền bạc đến cho người tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu và tuổi Thân. Nếu trở thành đối tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Thân sẽ có nhiều dấu ấn thành công trong các lĩnh vực xã hội. Hai tuổi này hợp tác khá ăn ý và hòa hợp. Nếu như tuổi Tân Dậu có nhiều ý kiến sáng tạo, thì tuổi Thân sẽ biết cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả. Tuổi Tân Dậu và tuổi Dậu. Tuổi Tân Dậu là những người thông minh thực tế và có nhiều tài năng. Họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai người tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo, ăn ý hơn ai hết. Họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tuất. Niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau chính là yếu tố để tuổi Tân Dậu và tuổi Tuất trở thành đối tác làm ăn. Người tuổi Tân Dậu thông minh, nhanh trí và giỏi trong việc tính toán, phân tích, còn tuổi Tuất sắc sảo trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp họ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Bởi tuổi Tân Dậu giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức và lập kế hoạch, còn tuổi Hợi sẽ là một nhân viên chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, tuổi Tân Dậu và tuổi Hợi đều khéo léo trong giao tiếp, điều đó sẽ giúp họ thuyết phục được các nhà đầu tư lớn cả trong nước lẫn quốc tế. Quý khán giả thân mến, làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn, vậy sao không đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói. Làm người thì không cần phải so đo từng ly từng tí, bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác, bởi nếu làm như thế, thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét, đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình. Không ai có cuộc đời sống cho ai, nên bạn hãy ngừng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác, tha thứ cho người khác chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc. Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư, thì nên từ bi hỷ xả, hoan hỷ với mọi lỗi lầm của người khác. Nghiệp của ai người đó gánh, họ nói xấu bạn thì họ lãnh hậu quả, bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si oán hận. Lời Phật dạy về tha thứ nói rằng, trong cuộc sống, khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận, cũng không cần phải đắn đo. Bạn phải đối mặt với cả tốt và xấu, sống mà yên bình quá thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.